ra ngoài tận ngồi trên Thank you.
phải là thứ sáu đâu lần này. Không thấy được á, thì sư này. Do cái này của mình lấy bài này, cái bài khó thì cũng là cái thể là quỷ đỏ. Quỷ sư này. Thầy dắt rồi. Thank you.
Cái nào? Cái tầm dấu khai sâu. Dấu khai sâu. Có bà tim luôn, nghi nghi u thì thất là dàn dịch mà ngoài tim. Thank you.
不用回收了。
Châu, Tân Minh Châu. Không, cái đọc bài. Cái đọc bài bây giờ, đáp án. Cái gì mà đọc biến là đúng là sai. Nãy giờ đọc bài tôi lấy một người. Tôi không biết đâu. Cái người mà đọc bài theo tiếng đây không biết tôi sẽ thấy được. Rồi em truyền micro cho người khác.
thì nghe người sau lưng rồi ca này thấy gì ca này nếu như không có lâm sàng thì cái sức khỏe bình thường thì khác, mà nếu như lâm sàng có những triệu chứng về tóc thì lại khác. Ở đây là ca lâm sàng bình thường, các bạn thấy hai vế trường nó mất cân xứng, một bên thì mờ, một bên thì sáng, đúng không? Một bên mờ, một bên sáng. Và bởi vì chúng ta đang học hội chứng thành ngực thì bạn có hình dung được nó là cái gì? Tức là một bên nó sẽ bị mất cơ ngực, một bên nó sẽ bị mất cơ ngực, và hội chứng này người ta gọi hội chứng Pole. Thì ở đây thì các bạn sẽ biết cái hội chứng này, hội chứng Pole, một bên nó bị hiểu sản mất cơ ngực hoàn toàn, và nó mà làm sáng với trường cái gì, lúc này thì ít đi xuyên qua dễ hơn, thì nó với trường nó bị sáng. Hội chứng Pole thì thường gặp ở bên phải nhiều hơn. Rồi nếu như chúng ta chỉ có một bên mà tăng sáng thì sẽ có những cái chẩn đoán phân biệt gì? Nếu hội chứng thành ngực chúng ta có hội chứng Pole gì là bẩm sinh, hoặc là chúng ta có cắt cơ ngực, phải xin lỗi, cắt ngực mastectomy, hoặc là bị tràn khí màng phổi ở phía trước ở trên bệnh nhân nằm. Khi bệnh nhân nằm xuống thì tràn khí màng phổi nó phủ hết, đúng không? Các bạn hình dung được không? Thì thế thì một bên sẽ sáng, gặp trong tràn dịch màng phổi của bên đối diện. Các bạn hình dung được không? Bên này sáng, bên kia mờ, thì một trong hai thằng ở bệnh. Mà thằng bệnh bên này thì tức là nó tràn khí, mà thằng này bình thường thì thằng bên đây bệnh, thằng này phải là tràn dịch. Khi chúng ta nằm không hình dung được không? Như vậy có câu hỏi thi là nếu có hình ảnh sáng đồng nhất một phế trường thì các bệnh lý nào có thể xảy ra sau đây? Các bạn hình dung không? Một là hội chứng Pole, hai là bệnh nhân cắt ngực một phần, ba là tràn khí một bên mà nằm, bốn là tràn dịch một bên mà nằm. Các bạn hình dung được câu chuyện ở đây không? Hoặc là hội chứng Swyer-James, tức là một hội chứng liên quan tới bệnh lý mà nhiễm trùng ở trẻ em, mà nó gây tắc cái quản, tắc tiểu cái quản, làm sáng một bên luôn. Hoặc là gặp trong dị vật nó làm tắc đường thở và nó làm ứ khí nó nhiều bên, các bạn hiểu được không? Thì thông thường tôi sẽ hỏi những ý cho nó dễ hơn, bằng cái hiểu biết. Rồi như vậy hội chứng Pole là một câu chuyện dẫn tới cái chuyện khi chúng ta thấy hình ảnh thấy chiều sáng một bên, nhưng mà tuy nhiên nhớ là chúng ta có hội chứng Pole trên đời. Vừa rồi ở Bình Dương có một bạn phát hiện hội chứng này, tôi gửi cho cái clip các bạn trên đây có trên Facebook thì có biết đang chẩn đoán hình ảnh online. Cái cũng có bác sĩ cũng tích cực lắm, bác sĩ Trần Thanh vừa rồi Thanh mới đưa lên một cái ca hội chứng Pole, quay phim rồi chụp cái hình người bệnh nhân. Rồi bất thường gì truyền văn đi. Bạn chị cho em sao mà cái buồn đọc đi cái bức thường gì. Bôi mờ vùng môi bên trái thờ giới hạn đỏ. Mọi người đối với bạn cái đó là bức thường bên trái hay bức thường bên phải? Cái này bức thường bên nào? Bên trái. Tại sao bạn không nghĩ nó bức thường bên phải? Này chưa biết giới tính. Tức là bạn nói bất thường là khối này, đúng không? Hay bạn nói bất thường là chỗ này, chỗ này, chỗ này. Tại sao không biết này là bất thường? Nói đây là nam này, nó còn bên phải không có, bên phải bất thường sao? Bạn này trả lời hay. Đúng. Lý do đây là bệnh nhân nam. Đây là bệnh nhân đang chụp lại sau khi mà phẫu thuật, sau khi mà tiểu phẫu một cái cú mô mềm của bạn ở dưới da của tiểu cực, phải khỏi lâm sàng. Nếu các bạn nói đây là bệnh nhân nữ tự nhiên bị đoạn nhũ một bên, và đoạn nhũ với bệnh nhân này thì nó trẻ, nghe cũng không có
Còn tất nhiên cũng có nhưng mà nghe nó không có phù hợp lắm, nghe nó hơi xót xa đúng không? Ở đây là tình yêu nam, tình yêu nam nó một cái bút. Sau khi bệnh nhân được phẫu thuật thì cái bút thì nó lại to lên và người ta gọi đây là ung huyết thanh. Ung huyết thanh sau một cái trường hợp bị phẫu thuật hay gặp trong nhiều trường hợp. Seroma, cái tên các bạn biết. Những cái ý trong cái hình mà tôi đưa các bạn về đọc rất là hay. Rồi trước khi phẫu thuật cái gì, sau khi mình đi tự lực do cái seroma uống huyết tăng chuyên đi. Dạ chuyên quá hả? Có ai nhận không? Có. Để mình cầm micro lên đó cho nghe được. Thấy gì? Hả? Cái gì? Dù thầy... Cứ đo lỗi hả? Thầy quá thì dù mở bài, 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 dù mở bài bên phải có một tổn thương nồng độ cao ngang với xương, đồng ý, đó là vôi. Vôi. Vôi xuống xương mở bài à? Vôi, phần này, vôi vô này. Do ký sinh trùng có thể gặp khắp nơi và một trong những loại này gặp nhất là xương chỉ. Các bạn thấy ở châu Phi thì nó rút ra người xương còn chỉ nó bò đi ra khắp nơi. Bây giờ thì nó đã gần như là đã được xóa sổ gần như thôi. Loại loại mà xương chỉ và chi chỉ đi ra kéo tạo ra những cái tổn thương dạng hôi hóa từ mảng ký sinh trùng. Rồi, truyền đi. Micro vẫn mở được không? Lỗi hả? Lỗi. Cái tóc nó nhẹ đến phổi, thứ hai là cái lớp mà
luôn vô. Ở đây cũng là hội chứng lành được, xong đó nó xì ra đó. Từ xưa nó xì ra, nó vỡ ra. Và anh thấy lúc này mình không phải xác định luôn. Và đây là gì? Anh cầm biết con đó luôn. Thấy có thường không? Có hai cái đường chén hai bên vị trí phong phú. Hai đó là gì? Bạn biết được không? Sẹo của đặc tốt nghiệp. Được thì đẹp không? Đẹp hay xấu? Bệnh nhân này đặt chú ngực. Sau khi đặt chú ngực xong thì chụp phim xong thì tôi hỏi chú ngực viên hồi nãy em có bắt bệnh nhân rẻ. Ngoài ra ở dưới đây nó còn tổn thương khác mà trên CT cũng chẳng nhận được.
hủy xương bên trong. Hủy xương ở các xương thành ngực là tổn thương thường gặp nhất của di căn. Kết quả của metata di căn. Tức là mình đã hủy xương mà gặp ở thành ngực đó là nguyên nhân thường gặp di căn. Là một số nguyên nhân hủy xương khác như là u nội sụn ancochroma, u tế bào ái toan, u tế bào hạt ái toan hay là đa u tủy. Như vậy câu hỏi thi là các nguyên nhân gây hủy xương trong hội chứng thành ngực thường gặp là gì? Di căn, u nội sụn, u hạt tế bào, u tế bào ái toan và đa u tủy. Các bạn nhớ không? Cái lần này chúng các bạn nhớ mà. Rồi liên quan tới di căn, liên quan tới di căn phải có thêm hai ý nữa. Ý thứ nhất là tổn thương di căn thường từ đâu đến? Thường từ vú, phổi, tiền liệt tuyến, thận và tuyến giáp. Các bạn hãy từng bước xem các tổn thương hủy xương nào thường, các tổn thương gây hủy xương thường trong những nhóm nguyên nhân nào, do di căn, u nội sụn, do đau tủy vân. Rồi là ý nhất, di căn thường đến từ cơ quan nào? Tức là cái di căn mà gây hủy xương trên lồng ngực á, thường đến từ những cơ quan nào? Những cơ quan lân cận phía trước, vú, phổi. Tiếp theo là chúng ta có tuyến giáp là ba cái gần nhất. Rồi sau đó là thận, một cái cơ quan tương đối đặc biệt đó là tiền liệt tuyến. Khi mà di căn thì nó không cho hình ảnh hủy xương mà nó cho hình ảnh tạo xương, nó cho hình ảnh đặt xương. Tiền liệt tuyến là ung thư tiền liệt tuyến cho di căn nó xương hình ảnh đặt xương. Những cái này các bạn nhớ ba ý tôi sẽ cho đến ba bốn câu hỏi trách nhiệm liên quan đến cái slide này. Rồi chúng ta qua bài cơ quan slide khác. Cái này là gì? Đúng, gãy xương. Gãy xương sẽ không có gì để nói, nhưng các bạn nhìn thấy nó gãy. Vấn đề cần phải nói hai ý đây là có mảng xương di động. Mảng xương di động tức là gãy hai chỗ, ít nhất là gãy hai chỗ cho các cho hai cái quan của xương thì có liên tiếp liên quan tới mảng xương di động thì các bạn thấy là gãy hai chỗ, ít nhất là phải gãy hai chỗ, là gãy hai chỗ ở các khung xương chứ không phải là một chỗ. Và khi mà gãy khung xương ở các khung xương thấp á, thì các bạn lưu ý khảo sát thêm thận. Còn nếu ở các khung xương cao, ví dụ như khung xương 1, 2, 3, 1, 2, 3, đặc biệt là khung xương số 1 là khung xương khỏe nhất trong các khung xương. Do đó nếu mà khung xương số 1 mà bị gãy ấy, thì đây là một chấn động, một cái va chạm mạnh. Và các bạn lưu ý đến cái hệ mạch máu lân cận bên cạnh để chúng ta khảo sát thêm. Khi mà có gãy khung xương mà chúng ta lưu ý là nếu mà ở các khung xương xương cuối thì lưu ý có liên quan đến các tạng, thận, lách. Nếu mà các khung xương đầu liên quan đến các bó mạch của vùng cổ, đặc biệt là khung xương số 1 là khung xương mạnh nhất, nó mà gãy thì chúng ta phải cẩn thận. Rồi đây là bất thường gì? Tràng, khí, khí da. Tôi thấy các bạn hồi nãy các bạn thì nói đúng mà, tràng khí da như đây đúng không? Tràng khí da. Rồi bất thường này bất thường gì? Đây là hình ảnh không phải là X-quang mà là scan view. Hình ảnh của CT trước khi chụp, chúng ta chụp hình ảnh quét qua đây định vị. Các bạn thấy gì bất thường? Trong cái bài các bạn ghi không ghi gì hết, người ta đang ghi gì? Không thấy gì hết, đúng rồi, bởi vì khó thấy nếu chúng ta không nghĩ đến. Đây là các bạn thấy bên phải và bên trái mô dày cái đúng không? Bên trái nó dày hơn đúng không? Chúng ta nhìn là phổi, nhưng nhìn thành ngực mà ta quên nhìn cái mô mềm. Thì trường hợp này là bị viêm, viêm mô mềm nó rất là nhiều dày so với đây. Rồi thế nào? Hội chứng thành ngực, nó thuộc hội chứng thành ngực mà các cơ, các mô mềm xương hội chứng thành ngực. Đây là hình ảnh tổn thương xương dạng kích mờ, một cái tổn thương nhìn tương đối điển hình gọi là loạn sản sợi, loạn sản sợi, các bạn dùng chữ này là loạn
sáng sớm và u sụn xương là nguyên nhân tổn thương xương lành tính thường gặp nhất loại sáng sớm và u sụn xương osteochondroma. Di căn là nguyên nhân hay gặp nhất trong vị xương. Bây giờ trong các loại ung xương đó, thành ngực thì có những nhóm ung xương lành tính bản thân. Trong nhóm ung xương lành tính thì loại ăn sáng sợ và u sụn xương là hai nguyên nhân thường gặp nhất. Mặc dù tính trong bệnh viện chung thì đây là những nguyên nhân ít gặp nhất trong khoảng ít gặp trong toàn bộ cơ thể mình. Nhưng mà xét trên cái hệ xương của lồng ngực thì đây là u lành tính hay gặp. Các bạn thấy bất thường gì? Tổn thương hủy xương ác tính, hồi nãy là u xương lành tính thường gặp nhất. Bây giờ tôi nói u xương ác tính, các bạn hiểu câu chuyện tôi đang diễn nhất không, để các bạn làm bài nó dễ và cũng bạn có cái trong đầu cái bối cảnh. Chondrosarcoma, sarcoma sụn là u ác tính nguyên phát thường gặp nhất ở thành ngực và thường là tác động trên xương sườn. Vậy các bạn có trong đầu những cái ý tưởng, những cái ý niệm khi chúng ta tiếp cận với lại các bệnh lý thành ngực nha. Và những cái mà tôi ghi ở đây là những cái mà tôi sẽ hỏi, thì gần như nó kiến thức cơ bản sẽ hỏi trong cái bài các bạn làm bài. U sạch cơ sụn là u ác tính thường gặp nhất của các tổn thương ung xương thành ngực, chúng ta nó sẽ tác động lên xương sườn nhiều nhất. Rồi, đây các bạn thấy bất thường nằm ở đâu? Đúng, chỉ cần quan sát cái góc này các bạn hay bỏ sót. Khi mà chúng ta đọc CT, chúng ta bắt đầu CT thành ngực á, cái này chúng ta quét từ trên xuống dưới thì mình nhìn ở đây trước. Nhìn trước, ít ai để ý những lách cắt đầu tiên, ít ai để ý những cái mô xung quanh có thể là tổn thương nằm đây. Mọi nhìn thấy không? Đang chúng ta phải tập nhìn, thành thói quen. Cái bất thường gì? Các bạn ghi gì trên đó? Các bạn ghi gì trên giấy? Bất cứ azigot, đúng rồi, tôi nghe cái azigot. Azigot chúng ta thấy là biết mình đúng không? Azigot. Azigot. Rồi, lượng dịch bao nhiêu đã phát hiện được trên tim thẳng là bệnh nghiêng? Trước hết, đối với bạn biết trên tim thẳng bệnh nghiêng thì lượng dịch sẽ phát hiện nhạy hơn trên tim thẳng hay trên tim nghiêng? Nghiêng. Chính xác, bệnh nghiêng. Dịch bình thường với hai lá bàn phổi có 10-15 ml thôi. Và trên tim nghiêng khi mà chúng ta khi mà dịch nó lên tới 75 ml thì chúng ta thấy dịch nghiêng. Và khi mà theo số 1 thì 175 ml chúng ta biết thấy dịch trên tim thẳng 15, 75, 175. Tuy nhiên các bạn thấy là số 175 thì phải thấy được trên tim thẳng bằng cách mở góc sườn phải. Tuy nhiên, lúc nào vậy? Đôi khi đến 500 ml luôn, các bạn cũng không thấy được mở của sừng hoành của tim thẳng. Cái ý tưởng đó là vậy nha, tức là các bạn thấy được ít nhất, bắt đầu các bạn sẽ thấy được khi 175 ml. Tuy nhiên, khi mà dịch đến cỡ 500 ml, các bạn vẫn có thể không thấy được mở của sừng hoành của tim thẳng. Ý tưởng đó là điều đó ha. Và các bạn thấy được ở đâu? Thấy được trên CT ha, thấy được trên cái góc cạnh khác trên dịch tim nghiêng. Rồi, cái tư thế nào nhạy nhất để phát hiện chạy dịch bằng X-quang? Đó là tư thế nằm nghiêng mà tiêm phóng ngang đây. Ở tư thế này thì các bạn có thể, người ta gọi tư thế lateral decubitus, các bạn có thể phát hiện được 10 ml dịch, có thể thấy được. Tức là cái tư thế đó là nhạy mức đó. Rồi, bất thường gì, nghĩ nguyên nhân gì? Chạy dịch bằng phổi ta thấy rồi, chắc chắn. Nhưng mà còn thấy nguyên nhân không? Đỉnh phổi hai bên. Tổn thương lao. Nghĩ là nguyên nhân là chạy dịch bằng phổi, nghĩ là. Rồi, cái này dễ. U ma chạy dịch bằng phổi, tỉnh liên thùy. Đây là gì? Chạy dịch bằng phổi.
xây dịch màng phổi thành hoành, cơ hoành nó bị lệch ra. Ngoài ra chúng ta có xây dịch màng phổi nội tiết tụy và xây dịch phía sau, dịch tự do. Và chúng ta có thấy hình ảnh này ở bên ngoài, xây dịch màng phổi thể hoành, chúng ta thấy đỉnh vòng hoành nó lệch ra ngoài. Và nếu các bạn tìm tài liệu thì có hình ảnh rất là dễ thương, người ta gọi là hình ảnh của núi đá Gibraltar, cái vùng núi ở địa Trung Hải. Các bạn nhìn thấy nó giống như cái đỉnh vòng hoành bị lệch không? Nhìn giống không? Vậy hôm nay ta biết được có cái dấu hiệu này trên đời, mặc dù chúng ta không bao giờ sử dụng đến. Nhưng mà có thể bị hỏi đi nhưng các bạn nó xí vệ chút. Dấu hiệu gốc của Gibraltar gặp ở đâu cũng được. Khi mà người chị gần thì cũng gần ruột. Rồi, hình ảnh này là hình ảnh gì? Chúng ta thấy có một cái liềm hơi dưới hoành. Và liềm hơi dưới hoành này cái dấu chỉ cho biết là đấy là hoành. Và như vậy là cái phần này là phần dịch của tràng dịch thể hoành luôn. Cái liềm hơi dưới hoành này là do mình tiến hành phân khúc mạc có thôi, chứ không phải là dấu của bệnh lý. Giờ nó dấu hiệu đó, nó hướng tới chúng ta thấy chẳng nói gì. Đúng, đâu mà thôi, mạng phổi chạy, mạng mực. Chẳng nói gì. Thể thấy mạng phổi. Mạng phổi, rất là đơn giản. Chẳng nói gì. Tràng dịch mạng, tràng dịch mạng phổi. Áp xe. Hồi nãy tôi nghe các bạn sang tiếng Anh bảo là chi văn gì. Mày cái đèn về luôn rồi. Xong nhiệm vụ về này. Đấy, bạn nói là chi văn gì đúng không? Các bạn thích giống chi văn gì không? Chi văn gì nó đâu có nhìn thầm thốn như vậy. Nó có mức khí kịch to đùng lên. Áp xe dưới hoành. Áp xe dưới hoành. Và trên cái dịp áp xe dưới hoành thì chúng ta có một cái chúng ta phải phân biệt trên CT hay là áp xe dưới hoành. Chỗ áp xe chúng ta thấy đây là gan cùng cái điểm của tên là vùng phổi bị xẹp phụ động. Vấn đề chúng ta đặt ra là cần phải chẩn đoán phân biệt tràng dịch màng phổi và tràng dịch ở bụng trên CT. Thực ra đây là vấn đề người ta đặt ra vào thời điểm chúng ta chưa có những cái chuyện hình hoàn thành đang nghiệm thì người ta đặt ra và có một loạt cái dấu hiệu để ta nói. Còn bây giờ ta chỉnh hình lên chúng ta thấy được rồi. Tuy nhiên chúng ta biết dấu hiệu tẩy chân hoành, nếu các bạn muốn biết thì có tên tiếng Anh đấy. Dấu hiệu tẩy chân hoành để phân biệt tràng dịch màng phổi, tràng dịch ở bụng phân biệt như thế nào? Tràng dịch màng phổi thì nó sẽ nằm sau chân hoành và đẩy cái chân hoành sang phần cột sống. Còn tràng dịch ở bụng thì nằm trước cái nằm bên chân hoành và đẩy chân hoành về phía bên cột sống. Tức là sao? Đây là cái chân hoành, các bạn nhớ cái từ này. Chân hoành chúng ta không thấy được trên siêu âm, nhưng thấy rất dễ trên CT, cực kỳ dễ. Và chân hoành này nếu mà nó bị đẩy ra xa khỏi cột sống thì đây là tràng dịch màng phổi. Và nếu mà nó nằm phía sau đẩy ra xa thì nó nằm phía trước và đẩy vô trong, đó là tràng dịch ở bụng. Hình dung được không? Người ta dùng cái dấu hiệu này để phân biệt từ tràng dịch ở bụng như tràng dịch màng phổi. Dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu cơ hoành. Nếu mà nằm trong cơ hoành thì đây là dịch ở bụng, mà nằm ngoài cơ hoành dịch màng phổi. Có nhiều cách chúng ta sẽ chỉ thấy các cơ hoành không, chúng ta phân biệt như vậy. Nằm ngoài là tràng dịch màng phổi, nằm bên trong cơ hoành. Trong cơ hoành là tràng dịch ở bụng. Người ta cũng có dấu hiệu khác là dấu hiệu liên diện. Liên diện tức là dấu hiệu bề mặt á. Thì nếu mà thấy được bề mặt cái gan rõ thì đó là tràng dịch ở bụng. Mà không thấy được thì là dịch màng phổi. Được chưa? Tất cả những cái này nó cũng chỉ mang tính chất tương đối tham khảo nhiều chúng ta khi người ta thấy rồi rất là rõ. Bất thường gì một tổn thương trên tuyến thẳng chúng ta thấy là có vẻ như là tràng dịch màng phổi, nhưng mà trên tuyến nghiêng chúng ta lại thấy thêm một cái tràng dịch màng phổi khu trú nữa. Như vậy để đánh giá được tổn thương trong hẹn thường phải nhìn nhiều góc độ. Tràng dịch màng phổi nó che giấu nhiều tổn thương phía sau, thì chúng ta phải có thêm chuyên viên thậm chí phải làm thêm CT để chúng ta thấy được những tổn thương mình ở trong phổi. Hình ảnh CT của nó các bạn thấy nó có tràng dịch màng phổi khu trú và tràng dịch màng phổi tự do.
xóa bờ tim không? Có. Có xóa bờ tim. Có xóa bờ tim. Như vậy nếu một tổn thương trong phổi chúng ta phân tích để lòng hạn thì mấy? 4. 4 5. 4 ngoài 5 trong. 5 5 9. 4 ngoài 5 trong. Các bạn nhớ là cái chuyện gì? Nhớ không? Nhớ không? Tỉnh 1, 2, 3, 4, 3 cùng 4 ngoài 5 trong. 6 là ở trên, 7 là sát tim, 8 trước, 9 giữa, 10 sau. Nhớ chưa? Các bạn nói sao? Đó là bên phải. À, thì cái này nếu chúng ta phân tích, thì nó sẽ nằm ở thì năm nó xóa bờ tim nằm chứng ha. Vấn đề là tất cả các mọi phân tích đối với xoay nó đều phải tính chất tương đối. Các bạn thấy sau khi chúng ta chụp chuyên nghiêng lên thì đây là dịch bằng phổi tận thiên thủy đó, mình sẽ quay qua thấy không hình lên thôi tơ hay cái mũi nhọn, những phân tích rất là hay nhưng mà khi chúng ta xem qua xoay nó thường là vậy. Các bạn rồi đây là tràn dịch tận thiên thủy trên CT có cái dấu hiệu chuyện gì là dấu hiệu mỏi chim á, lúc nào cũng mình thôi cái dấu hiệu khuôn ra thành mỏi chim thì đó là tràn dịch bằng phổi CT hay cái điện này. Đây là các dấu hiệu của hình ảnh tràn dịch bằng phổi khu trú, đó là cái ổ tụ dịch khu trú hình elip hay là hình hấu kính và có thể gặp ở bất kỳ đâu, đó là đặc điểm